vợ mua thức ăn về nấu cho chồng con bữa cơm đạm bạc. Ê, chị Vũ ơi, đi thôi à. Đồ con ở nhà Chảm à, bà thật ra duyên bụng Chảm tới một người là chín chín. Này, bà lên đó, ta phải xong. Từ khi về nhà chồng, anh Cấp Hòa, bữa cơm tối hôm đó. Đã nói bao nhiêu lần rồi là chị còn bà già đó. Vâng, là Hảo Dân. Đi xe, ta có cái này cho ngươi. Nàng hạ sinh một đứa con trai đặt tên là Đảng. Lúc này vì... Mẹ sao thế